Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây điện thoại Google Pixel 4a vừa được thay mới phần loa trong, sửa lỗi hỏng loa trong loa ngoài trên tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong loa ngoài trên điện thoại Google Pixel 4a 5G lỗi hỏng, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả các linh kiện trên điện thoại Google Pixel 4a 5G nói chung và phần loa trong loa ngoài của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship loa trong, loa ngoài trên điện thoại Google Pixel 4a 5G đến tận chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.